Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Mạnh Quỳnh mong chờ trở về quê hương gặp lại khán giả sau biến cố. Nhân dịp năm mới Nhâm Dần, ca sĩ Mạnh Quỳnh dành cho thanh niên một cuộc phỏng vấn, ôn lại kỷ niệm vui buồn trước khi đi lưu diễn hơn 25 năm ca hát của mình. Nếu nói riêng về nghệ thuật, âm nhạc thì sự tiếc nuối lớn nhất của Mạnh Quỳnh là không thực hiện được live show kỷ niệm đôi song ca Phi Nhung Mạnh Quỳnh trên sân khấu Thủy Nga Paris By Night. Một dự án gần như đã đến 95% hoàn tất cho mọi thứ, nhưng ở đời không biết điều gì có thể xảy ra. Cuộc sống hiện tại của Quỳnh đang dần ổn định lại từ công việc đến gia đình. Sau bao mất mát trong cuộc sống vì đại dịch, hy vọng những lần sắp tới sẽ tốt đẹp hơn, không cho riêng Quỳnh mà cho tất cả. Khán giả cũng như anh em nghệ sĩ và những người trong lĩnh vực nghệ thuật đều mang một tâm trạng chung là nhớ. Chúng tôi nhớ mang tiếng ca lời hát như ánh đèn sân khấu. Khán giả vẫn mong chờ được đến xem nhạc vì nhiều lý do khác nhau nên 2 năm dịch bệnh hoành hành. Khi những sự kiện âm nhạc đã được tổ chức trở lại thì khán giả cổ vũ nồng nhiệt hơn và ủng hộ nhiệt tình hơn. Riêng bản thân Quỳnh thì cảm nhận được sự yêu thương và mong đợi của khán giả dành cho Quỳnh nhiều hơn nữa. Quỳnh thường chọn những nhạc phẩm nhẹ nhàng và âm điệu vui tươi cho phù hợp không khí mùa xuân. Tuy nhiên thỉnh thoảng, Quỳnh vẫn xen kẽ những bài bolero thuần túy mà khán giả yêu thích vào trong những tiết mục trình diễn. Năm nay cũng thế, có những bài hát xuân Quỳnh sáng tác sau này, Quỳnh sẽ hát để giới thiệu đến khán giả vì nhạc về mùa xuân chỉ là có bao nhiêu bài. Qua bao nhiêu thế hệ ca sĩ vẫn cứ hát đi hát lại, nên Quỳnh muốn sáng tác và hát để có cái riêng cho mình. Có rất nhiều kỷ niệm vui buồn khi đi lưu diễn trong dịp Tết Việt Nam. Sau hơn 25 năm ca hát của Quỳnh, từ chuyện mất trắng hành lý khi đến nơi diễn, hay những lần nằm dài đón giao thừa ngoài sân vì những chuyến bay bị hủy, hoặc những lúc ca sĩ phải hát chay cho khán giả nghe vì ban nhạc này không được vào phút chót do bão tuyết nhiều năm. Tết năm nay, Quỳnh chạy show 3 đêm liên tục từ 29 Tết qua đêm giao thừa luôn và toàn là bay đến nơi diễn, hy vọng mọi thứ được suôn sẻ. Cùng ông bà theo tục lệ hàng năm thì năm nay Quỳnh nhờ mẹ từ nhỏ lo giùm. Tuổi nhỏ thường theo mẹ và ông bà ngoại đi chùa hoặc những ngày Tết cổ truyền vì hầu như Quỳnh không có mặt ở nhà trong những ngày này. Tuổi nhỏ không có suy nghĩ hay ước mơ gì về lại Việt Nam để sinh hoạt hay lập nghiệp sau này. Cũng dễ hiểu là chúng nó sinh ra tại đây nên ý thức và cách nhìn của chúng khác hơn. Nhưng sau này khi chúng trưởng thành sẽ thay đổi như thế nào thì chưa biết được. Quỳnh vẫn cùng kiêng đầy đủ trong những ngày xuân ở Việt Nam thôi, dù có những thứ còn hạn chế không như ở quê nhà. Yếu tố trên không ảnh hưởng gì cả, tận tay chăm sóc cho con là điều cha mẹ luôn muốn. Vì mình có thể biết chắc được 100% là con mình như thế nào và luôn theo dõi được mọi phát triển của con mình. Điều đó giúp tình yêu, tình cảm của mình và con sẽ trọn vẹn hơn. Còn chuyện giữ gìn hôn nhân là do sự yêu thương, chia sẻ và tin tưởng nhau trong cuộc sống mà thôi. Mọi người khuyên Quỳnh trẻ cũng đúng vì lúc đó Quỳnh còn trẻ, nên Quỳnh đã già sẵn rồi. Có ai mà không phải qua giai đoạn già đi đâu mà Quỳnh phải lo, sự lão hóa đã hiện rõ qua nhiều yếu tố tự nhiên trên con đường Quỳnh rồi. Tóc thưa dần và bạc nhiều, trán nhăn, già sần. Quỳnh chỉ biết cố gắng chăm sóc cơ thể mình một cách tốt nhất thôi. Có lẽ một phần là do áp lực công việc, Quỳnh làm việc gấp 5 lần trước đây, chạy show, thu nhạc, sáng tác, lo cho con cái học hành, giúp mẹ tuổi nhỏ phần nào công việc. Nhưng theo Quỳnh nghĩ, sức khỏe cũng là yếu tố chính làm cho mình mệt mỏi và suy yếu dần. Theo tháng năm, dù bản thân Quỳnh đã cố gắng giữ gìn sức khỏe tối đa. Quỳnh cũng có ý định từ năm 2016 sau khi hoàn thành live show duy nhất của mình để tri ân khán giả, nhưng có nhiều nguyên nhân khiến cho Quỳnh phải tiếp tục duy trì công việc của mình. Đến hôm nay, Quỳnh cảm thấy mệt mỏi vì những chuyến bay để đi đến nơi trình diễn, muốn dành thời gian tuyệt đối cho con và gia đình, dự định sẽ tìm một công việc nhẹ nhàng dù thu nhập khiêm tốn hơn so với đi hát, nhưng cuối tuần lại được ở nhà quây quần cùng các con. Không phải tất bật kéo vali ra khỏi nhà khi con còn đang say giấc ngủ.
có lẽ sự tình và mong muốn đó bây giờ sẽ không được phép lễ tổ. Nhưng có lẽ sự tình và mong muốn đó giờ đây sẽ không còn được, có lẽ tổ nghiệp không muốn Quỳnh tiếp tục ca hát phục vụ khán giả. Mọi dự định của Quỳnh sẽ trở về quê hương để hát cho khán giả thưởng thức, cũng như để thực hiện những dự án âm nhạc còn bỏ dở. Mấy năm qua vẫn còn chưa có gì chuyển biến tốt, mọi thứ còn phụ thuộc vào điều kiện đi lại và tình hình dịch bệnh ra sao nữa. Quỳnh mong lắm cũng như khán giả mong chờ sự trở lại của Quỳnh sau biến cố vừa qua. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.